tỉnh thừa thiên huế đang tiến hành lấy ý kiến người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc trung ương trên cổng thông tin điện tử của tỉnh việc lấy ý kiến trên mạng internet đang thu hút đông đảo người dân tham gia và hưởng ứng các phương án được tỉnh Thứ Thiên Huế lấy ý kiến người dân gồm phương án thành lập các đơn vị hành chính, tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, quận phía Nam sông Hương, tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, quận phía Bắc sông Hương. Việc lấy ý kiến được bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2023, sau hơn một tháng triển khai đã thu hút gần 30.000 lượt bình chọn cho các phương án. Tận đến ngày hai mươi tháng hai liên quan đến phương án tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương đa số người dân đều bình chọn phương án tên gọi thành phố huế với tỷ lệ tám mươi bảy một đây cũng là tên gọi được cả nhà nghiên cứu học giả ủng hộ sẽ trên nhiều bệnh viện tại hội thảo quy hoạch tỉnh thừa thiên huế và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức trước đó theo cả nhà nghiên cứu học giả việc đặt tên gọi là thành phố huế là đủ sức lan tỏa thuận lợi trong quá trình xây dựng thương hiệu Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục lấy ý kiến người dân đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.